Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube của kênh Nam Vlog của mình nha. Hôm nay thì mình mới nhận được một cái bộ sản phẩm. Cái bộ sản phẩm này là một cái bộ sản phẩm hỗ trợ cảm biến lùi xe. Thì một cái bộ hỗ trợ cảm biến lùi xe này á, mình mua có giá là 850.000 đồng các bạn. Mà bao gồm ship về tận nhà mình luôn thì nó là khoảng 873.000, thì coi như là mất khoảng tầm 20.000 tiền ship. Thì cái bộ này mình thấy nó quảng cáo có hay ở chỗ các bạn. Nó có hay ở chỗ làm cái bộ này là hỗ trợ cảm biến lùi xe nha các bạn. Thì mình mua là tới 8 cái mắt đọc, 8 cái con cảm biến luôn. Thì mình mua dư ra mình có thể gắn 4 trước 4 sau, hoặc là gắn 4 sau 2 trước cũng được, thì tùy mình. Để khi mà mình tiến tới mà gặp những phương tiện phía trước, mình có thể căn nó báo, sẽ báo ra một cái âm thanh cảnh báo để cho mình biết là xe mình đậu quá sát. Hoặc là khi mình lùi xe cũng vậy. Thì mặc dù là lùi xe mình đã gắn cái hỗ trợ cam lùi rồi, nhưng mà mình vẫn muốn gắn thêm cái cảm biến. Tại vì đôi khi có cái cảm biến thì nó cũng sẽ hỗ trợ mình một phần. Những cái vật thể nhỏ hoặc là những đứa bé trẻ con nó đứng sau xe, gặp xe mình xe bán tải nữa, thì rất là khó để mà mình nhìn qua gương ha. Thì ở đây nó có hay ở chỗ là nó tới trên một cái màn hình của nó đồng thời hiển thị cả phần trước cả phần sau luôn nha các bạn. Nó hiển thị chính xác tới tới cái đơn vị là hàng hàng này, hay là mình không biết gọi là hàng gì, hàng trăm hay hàng nghìn chục ha. Tức là ví dụ thông thường những cái cảm biến khác thì nó chỉ ghi là 0.2m thôi, 0.3m, còn đây nó hiển thị tới cái đơn vị là 0.29 nè, 0.25, 0.26 đó, thì nó rất là chi tiết như thế. Còn thực hư như thế nào thì bây giờ cái hộp nó đã là như thế này thì mình phải mở ra mình mới biết được ha. Trước khi mà mình đập hộp cái bộ này ra để mình coi nó thực tế thực hư như thế nào, nhận hàng như thế nào, thì mình bạn xem cái cam hỗ trợ lùi của mình mua là 450.000, mình đã lắp rồi bạn ha. Đây là cái gương bộ cam hỗ trợ lùi, thì bình thường á nó gắn lên giống như cái gương luôn các bạn nè. Nó ốp vô sau gương nè các bạn. Đây là cái gương chính của mình ha. Cái gương chính của mình là đây. Thì nó không có mặt mặt màn hình. Bây giờ mình nó cái bộ của nó là nó cái mặt nó mình ốp thẳng vô luôn. Thì nó giống như một cái gương vậy nè. Đó, bạn thấy là bạn có thể quan sát được phía sau các bạn. Bạn có thể quan sát được các phương tiện ở phía sau. Ha, bạn có thể quan sát được những cái phương tiện ở phía sau của mình giống như gương. À, bình thường giống như gương bình thường luôn, không khác gì, nhưng mà nó hơi tối hơn so với gương bình thường nha. Và nói chung là nếu mà so với cái gương bình thường thì cái độ gọi là độ chân thật thì nó cũng sẽ không thể bằng được. Mình gắn cái âm thanh như vậy á, thì khi mình lùi á, mình đánh số lùi vô thì nó sẽ tự động phát ra âm thanh. Nó kêu một cái bản nhạc như vậy thì những xe đằng sau hay những đứa bé nó nhìn thấy, nó nghe, nó chú ý cái xe mình. Đó, thì mình có gắn thêm cái bản nhạc đó ha. Còn cái cam này nó lại khác nữa các bạn. Cái cam này nó lại rõ nét hơn rất là cực kỳ luôn các bạn. Cái cam này là sẽ quay phía trước và quay phía sau liên tục luôn. Nó tự lưu hình đè luôn các bạn. Nó lỡ như một cam hành trình chính thống luôn. Thì khi nào mà có dữ liệu thì mình sẽ lấy cái thẻ nhớ này ra các bạn. Khi nào có dữ liệu thì mình sẽ lấy cái thẻ nhớ này ra. Mình coi kiểm tra lại các bạn ha. Có cái tai nạn thì mình lấy ra. Hoặc là mình muốn sử dụng cái tư liệu ở đây thì mình lấy cái cam này ra các bạn ha. Đó, còn cái cam này chỉ là cam hỗ trợ lùi dạng gương. Còn cái cam này mới là cam đúng cam hành trình ha. Thì tất cả những cái này mình mua, tự mua về mình tự lắp theo ý của mình hết các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ khui ra cái bộ này đi, ra coi nó như thế nào để cho mọi người cùng xem ha. Rồi, bây giờ mình sẽ khui nó ra các bạn ha. 873.000 là bao gồm ship nó về tới mình. Mình đặt là một bộ. Bộ này là bộ nó cả cảm biến trước, cảm biến sau là khoảng 8 con cảm biến nha các bạn. Và trên cái màn hình của nó là hiển thị hai cái màn hình là hai cái vị trí luôn, là cả hiển thị cảm biến trước cảm biến sau luôn nha. Nó khác với một số loại
nếu mà với cái giá tiền á, cái bộ này mà trong nước đang bán thì mình thấy họ bán nếu là theo với cái những chức năng mình như mô tả thì nó nằm khoảng tầm gấp đôi cái giá tiền của hộp này. Nhưng mà thật ra cái chất lượng của hộp này như thế nào thì mình không rõ lắm, bây giờ mình phải mở ra mình kiểm tra ha. Rồi khi mình mở ra nó là có hộp carton như thế này. Ở bên trong này nó có một cái dòng chữ là Made in China ha. China ha. Đây nó có cái màu nè, màu cảm biến để sẵn đây là cho mình biết nè. Hộp ra. Rồi, nó có cuốn sách hướng dẫn nha các bạn. À, nó có cuốn sách hướng dẫn bằng tiếng Anh ha. Đó, nó có những cái sách hướng dẫn rồi cách đi đường dây điện. À, rồi cái cách vị trí nó mình lắp ha. À, ở đây thì nó cũng chẳng có thương hiệu gì các bạn. À, nó cũng premium parking sensor thôi, nó chỉ ghi vậy thôi. Rồi đây là nó có đưa ra những cái loại của nó, giới thiệu thêm những cái loại khác của nó có bán ha. Đó, nó như là như vậy. Rồi, ok, đây là cái phần hướng dẫn. Rồi, cái cục này là nó là một cái cục hút các bạn ha. À, 8 chân, mình mua 8 chân, mình đếm thử có đúng đủ không các bạn ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chân là đúng rồi các bạn. 8 chân là gắn đúng 8 con cảm biến. Thì thông thường các bạn nên mua nhiều con cảm biến lên. Bởi vì á, sau này mà lỡ may mà mình có nhu, mặc dù có thể ban đầu mình chỉ gắn 4 con hoặc 6 con thôi, nhưng mà sau này mình có nhu cầu mình nâng cấp lên 8 con chẳng hạn, thì mình có sẵn cái cổng của nó rồi. À, nên mình không cần phải thay lại cái cục bộ chia này nữa, tại vì nó giống như cái modem của bạn ở nhà các bạn, nó có nhiều line vậy, giống như nhiều line vậy đó. Nếu mà bạn có nhiều ổ cắm ổ line ấy, thì các bạn thể chia được nhiều dây hơn. Đó, ok, nó nằm ở đây. Rồi, cái màn hình hiển thị này thì nó cũng không ghi giữ gì hết, ghi chữ set với ba nút bấm thôi. Rồi bên dưới này nó có cái miếng băng keo hai mặt để mình ốp lên trên cái táp lô các bạn ha. Đó, thì màn hình nó là như thế này các bạn ha. Đây, cái cảm biến các bạn. Cảm biến nó bằng nhựa ha. Đây, con cảm biến nó đây. Rồi cái cọng dây nó đây. 8 con, mình xem có đủ không? 1 các bạn ha, 8 con ha. Rồi, cái dây này dây nguồn các bạn. Cái này dây nguồn. Nó thêm mình cái gì nữa các bạn? Nó thêm mình cái này các bạn. Đây, cái này là cái mũi khoan. Rồi. À, đây là cái mũi khoan các bạn. Cái mũi khoan của này nó có cái phi nó bằng đúng như cái con cảm biến luôn. Thì cái này nó ghi là phi 22 đấy các bạn. Ha, phi 22. Cái khoan này thì mình sẽ tính sau ha. Rồi ok. Vậy thì mình cũng đang có ý tưởng là mình có thể mình sẽ lắp đây các bạn. Mình sẽ lắp những cái vị trí nhé. Mình khoan những vị trí ở bên này. Ha. Bên này, ở đây. Ở đây. Ở bên góc này ha các bạn ha. Đó, đó mặt trước. Còn mặt sau thì có thể mình sẽ khoan cái góc này nè các bạn. Đó thì từ từ mình sẽ coi mình khoan chỗ nào. Ok, để clip sau mình sẽ tiến hành mình quay cách mình lắp và mình coi thực tế các bạn ha. Và bây giờ mình đã kết nối các bạn, mình đã kết nối thử cái màn hình của nó rồi các bạn để xem như thế nào ha. Thì nó có ở đây nó có 3 cái dây nha các bạn. Nó có 3 dây, 4 cái dây. 4 cái dây thì trong đó có cọng dây màu đen á. Cọng dây màu đen này nè là cái dây cấp vào cái dây mát các bạn, tức là dây âm á, hoặc là bạn có thể kết nối với sườn xe cũng được các bạn ha. Rồi nó có 4 cái dây lửa này, 4 cái dây lửa thì một cái dây đỏ này là cấp điện nguồn vào cái nguồn ắc quy ha. Cái dây màu vàng này á là cấp vô cái dây đèn lùi các bạn, khi mình đánh số lùi á thì nó sẽ cấp điện vô để nó sáng để nó kích hoạt mấy con cảm biến mình gắn sau đuôi. Còn cái dây màu trắng này á là mình kích vào cái dây đạp phanh.
Có nghĩa là khi mình sẽ đạp phanh thì nó sẽ kích những cái con cảm biến của phía trước nó hoạt động của bạn ha. Rồi, còn cái dây màu đỏ này mình sẽ gắn vào cái công tắc chìa khóa. Khi mà bật nguồn lên thì cái màn hình này nó sẽ hoạt động các bạn ha. Đó. Thì bây giờ hiện tại là nó như thế này đấy các bạn. À, hiện tại này, cái màn hình nó như thế này. Rồi, còn đây là những cái con cảm biến các bạn. À, mình đấu sẵn rồi, mình đấu từ ắc quy 12V qua mình để sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ gắn thử cái con cảm biến vô cho bạn xem ha. Đây, cảm biến nó đây. Mình sẽ test luôn, đồng thời mình test luôn cái cảm biến luôn các bạn. Đồng thời mình test từng con cảm biến luôn, coi con cảm biến nào nó có bị hư không các bạn ha. Rồi, các bạn nghe nó kêu rồi phải không? Đây, con cảm biến ở đây. Đây. Nè. Các bạn thấy không? Nó cách, nó ghi 0.1 mét. Mình đưa xa đi. À, giờ mình nghiêng vô cái xe, đuôi xe mình là nó báo là cách nửa mét, là mình đang cách cái bánh xe của mình nửa mét nè. Đó, mình đưa ra xa lên từ từ nó tăng lên nè. Đó, đã ngưng luôn. Rồi sau đó đưa vô lại nó sẽ báo tiếp nè. Rồi. Ok. Rồi bây giờ mình tạm thời mình để đây ha, mình sẽ tiếp tục mình test tiếp cái cảm biến khác coi các bạn ha. Rồi giờ mình sẽ gắn đồng thời cái này vô coi nó có hiển thị hai bên hay không. Rồi mình sẽ giải thích cho các bạn. Bạn hiểu ha, cái này á, cái bộ này nếu mà mình mua, mình thấy một số shop là họ bán là đâu tới 1,5 triệu đó bạn. Thực ra là nó đắt cái công lắp các bạn, chứ còn bộ này thì nó không có đắt tiền, nhưng mà cái công người ta lắp. 4 là bắt đầu kêu nè các bạn, đằng sau 0.4 là kêu nè. Rồi mình xuống tới 0.3 nó vẫn còn kêu nè. 0.2 nó không kêu, sau 0.2 nó không kêu các bạn. Tức là cách khoảng 20cm là nó ngưng luôn rồi. Cách khoảng 20cm là nó không hiển thị nữa. À, mà đây nó đây là mình không biết cái này là gì, L08 L7 L6 L5 mình không biết là gì đây. Mình thử lại nha. Về điều chỉnh cài thì mình cũng chưa biết cài, nó có 3 cái nút này nè. Mình không biết set là bấm nút set đây. Ở giữa là âm thanh, set âm thanh to nhỏ nè các bạn. Cái nút này nè là nó set âm thanh to nhỏ, tắt, mở âm thanh to. Đó. Rồi bên tay nút bên tay phải này nè, có mũi tên bên phải nè. Thì mình không biết L3, L4, L5, L6 cái này là gì, mình không rành lắm. Giảm âm lượng 1. L1 rồi. Rồi. Trước á, là xuống được 0.2 các bạn, là nó còn hiển thị số các bạn, 0.2 mét đó các bạn, là cách khoảng 30cm là nó ngưng ngừng, nó không còn hiển thị số các bạn. Nhưng mà để cài đặt nó còn thấp hơn không thì mình độ nhạy nó không thì mình cũng chưa cài đặt nên cũng chưa biết được. Là giống như âm thanh ha. Rồi cái màn hình nó chỉ có do vậy thôi các bạn, nó không có gì cả các bạn. Rồi để mình coi thử cái cục này coi nó có điều chỉnh được cái gì nữa không, có điều chỉnh được cái độ nhạy của sensor nữa không. Không có luôn các bạn. À, tức là đại khái là chốt lại như thế này các bạn, chốt lại á là cái con số hiển thị như thế này nè, xuống tới 0.3 là nó ngưng rồi các bạn.
đó 0.3m các bạn là nó ngưng rồi, có nghĩa là nó không hiển thị được con số 0.2 0.1 cho mình, tức là cách 20cm là nó không còn hiển thị con số, là lúc đó nó chỉ báo tí 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 thôi các bạn. À nếu như vậy thì nó cũng hơi nói chung cũng tạm được, báo để cho mình cảnh giác lại để mình giảm từ từ lại thôi các bạn ha. Còn muốn chính xác không thì còn phải dựa vào kỹ năng nữa các bạn, kỹ năng lái xe nữa các bạn. Đó, còn cam trước nè. Đó. À cam trước nè. Ok xin lỗi cảm biến trước nè. Đó, cộng 0.5 0.6 0.7. Tức là phía trước là 0.7 nha các bạn nè. Phía trước là 0.7m là nó sẽ bắt đầu báo hiệu. Mình càng tiến dần từ từ cái âm thanh nó sẽ càng báo mạnh hơn ha, âm thanh cần càng báo mạnh hơn đó, đến một lúc mà tới 0.2 là nó ngưng luôn các bạn, 0.2m tức là cách 20 phân là nó ngưng luôn, nó không có thể hiện con số nữa, nó chỉ là hiển thị 00 luôn, là nó tới cái giới hạn đỏ của nó rồi. Tính ra đối với mình á, cái giới hạn đỏ như vậy là cái giới hạn nó quá 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 rộng ha. Ví dụ như cái giới hạn đỏ mà nó tới cách khoảng 10 đến 15 cm thì ok cho mình, nhiều khi mình trong các phạm vi lùi xe mình muốn lùi sát thật sát để mình lấy góc quay đầu các bạn. Đó. Còn đằng sau nè. Đằng sau thì cách là 0.6 các bạn. 0.6 là 0.7m. Rồi nó sẽ tăng giảm từ từ xuống nè. Rồi đến 0.3 là ngưng luôn rồi, cách 30cm là nó ngưng luôn rồi. Đó. Thì nói chung có cái này nó giống như cái cảnh báo cho mình các bạn, để nó nhắc nhở mình thôi. Ừ, chứ mà mình dựa vào cái này để mình làm hỗ trợ cho mình lùi xe, quay đầu quay xe thì mình thấy nó cũng không cần thiết lắm. À, nhưng mà nó giống như một cái nhắc nhở cảnh báo giúp mình thôi. À, ví dụ như mình không để ý lúc mà mình lùi xe bầu trẻ con hay gì đứng sau lưng nó báo. Rồi ok. À, độ bền thì mình không biết nhưng mà mình mua 870 mấy ngàn, đó là ship tận nhà thì mình thấy ổn đó bạn ha. Rồi cảm ơn bạn.